Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới bật tăng trở lại trước những lo ngại về dịch COVID-19, lạm phát, sự bế tắc của gói hỗ trợ, kích thích kinh tế mới của Mỹ và căng thẳng giữa quan hệ Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra thì giá vàng hôm nay còn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu. Cụ thể như sau, đối với thị trường vàng thế giới, tính đến đầu giờ sáng ngày 14 tháng 8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.948,66 USD trên ounce. So với cùng thời điểm ngày 13 tháng 8, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 27 USD trên ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 10 năm 2020 ghi nhận trên sàn COMEX thuộc New York ở mức 1.952,4 USD trên ounce, giảm 10 USD trên ounce trong phiên nhưng đã tăng khoảng 30 USD trên ounce so với cùng thời điểm ngày 13 tháng 8. Còn đối với thị trường vàng trong nước, vào lúc 7 giờ 5 phút ngày 14 tháng 8, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 53,18 đến 55,80 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán là 2,62 triệu đồng trên lượng. Tại SJC Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 53,18 đến 55,78 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán ở mức 2,6 triệu đồng trên một lượng. Còn tại Phú Quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 54 triệu đồng đến 55,50 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán ở mức 1,5 triệu đồng trên lượng. Tại hai hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 53,40 đến 55,60 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán ở mức 2,2 triệu đồng trên lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 53,80 đến 55,60 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, chênh lệch giá giữa chiều mua và chiều bán ở mức 1,8 triệu đồng trên một lượng. Còn tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, thị trường vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh. Cụ thể như sau, ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên là SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vàng là 55.100.000 đồng trên lượng, bán ra 57.050.000 đồng trên một lượng. Tăng 1.920.000 ở chiều mua và tăng 1.270.000 ở chiều bán. Như vậy mỗi chỉ vàng bây giờ là 5.510.000 ở chiều mua và chiều bán là 5.705.000. Tại SJC Hà Nội mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.070.000 đồng trên một lượng, tăng 1.920.000 ở chiều mua và tăng 1.270.000 ở chiều bán. Tại Doji Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu đồng trên lượng, bán ra 56.700.000 đồng trên một lượng, tăng 1.700.000 ở chiều mua và tăng 1.300.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 55.910.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.690.000 đồng trên một lượng, tăng 2.250.000 ở chiều mua và tăng 1.550.000 ở chiều bán. Tại hai hệ thống PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào là 55 triệu đồng trên một lượng, bán ra 56.700.000 đồng trên một lượng, tăng 1.600.000 ở chiều mua và tăng 1.100.000 ở chiều bán. Tại Phú Quý SJC, mua vào 55.300.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.700.000 đồng trên một lượng, tăng 1.300.000 ở chiều mua và tăng 1.200.000 ở chiều bán. Tại vàng Mi Hồng, mua vào là 55.700.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.200.000 đồng trên một lượng, tăng 1.300.000 ở chiều mua và tăng 1.600.000 ở chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.700.000 đồng trên một lượng, tăng 1.700.000 ở chiều mua và tăng 1.100.000 ở chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.700.000 đồng trên một lượng, tăng 1.600.000 ở chiều mua và tăng 1.300.000 ở chiều bán. Ngân hàng ACB mua vào 55.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 57 triệu đồng trên một lượng, tăng 2 triệu ở chiều mua và tăng 1.500.000 ở chiều bán. Ngân hàng Sacombank mua vào 51.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.200.000 đồng trên một lượng. Ngân hàng SCB mua vào 53.800.000 đồng trên một lượng, bán ra 56.100.000 đồng trên một lượng, tăng 1.800.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 600.000 trên lượng tại chiều bán. Một số ngân hàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm vào bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng tại các tỉnh thành phố tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay tăng 1.920.000 ở chiều mua và tăng 1.270.000 ở chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào là 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.070.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào 55.090.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.070.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.070.000 đồng trên một lượng. SJC Bình Phước mua vào 55.080.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.070.000 đồng trên một lượng. SJC Huế mua vào là 55.070.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.080.000 đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.050.000 đồng trên một lượng. SJC Miền Tây mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.050.000 đồng trên một lượng. SJC Quảng Ngãi mua vào 55.100.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.050.000 đồng trên một lượng.
SJC Quy Nhơn mua vào 55.080.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.070.000 đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên mua vào 55.120.000 đồng trên một lượng, bán ra 57.100.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC cũng bất ngờ tăng mạnh, dao động trong khoảng từ 179.000 đến 730.000 đồng trên một lượng. Cụ thể như sau: đối với vàng nhẫn bốn số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 52.130.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.130.000 đồng trên một lượng, tăng 730.000 ở chiều mua và tăng 530.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.213.000, bán ra 5.413.000. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào là 51.630.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.630.000 đồng trên một lượng, tăng 730.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 430.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.163.000, bán ra là 5.363.000. Vàng nữ trang 24K mua vào là 50.599.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.099.000 đồng trên một lượng, tăng 826.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 426.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào là 37.377.000 đồng trên một lượng, bán ra 40.377.000 đồng trên một lượng, tăng 723.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 323.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 3.737.700 đồng, bán ra là 4.037.700 đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 28.419.000 đồng trên một lượng, bán ra 31.419.000 đồng trên một lượng, tăng 650.000 ở chiều mua và tăng 250.000 ở chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 2.841.900 đồng, bán ra là 3.141.900 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào 19.516.000 đồng trên một lượng, bán ra 22.516.000 đồng trên một lượng, tăng 579.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 179.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 1.951.600 đồng, bán ra là 2.251.600 đồng. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. PNG nhân 24K mua vào 53.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.200.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 1.700.000 ở cả chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.320.000, bán ra là 5.420.000. PNG nữ trang 24K mua vào 52.600.000 đồng trên một lượng, bán ra 53.400.000 đồng trên một lượng, tăng 1.700.000 ở chiều mua và chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.260.000, bán ra là 5.340.000. Nhẫn tròn trơn bạc tín Minh Châu mua vào 52.560.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.460.000 đồng trên một lượng, tăng 800.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 600.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Nhẫn SJC 24K mua vào 52.200.000 đồng trên một lượng, bán ra 54.100.000 đồng trên một lượng, tăng 800.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 500.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.220.000, bán ra 5.410.000. Nhẫn Phú Quý 24K mua vào 52.000 đồng trên lượng, bán ra 54.500.000 đồng trên một lượng, tăng 700.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, tình hình giá vàng trong nước và thế giới chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và cũng như để ủng hộ kênh, quý vị hãy like và chia sẻ video này tới mọi người cùng biết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.